Thì xin chào mọi người. Hôm nay tôi làm cái livestream này cũng đột xuất đây. Có thông tin này muốn gửi đến mọi người như thế này. Thì liên quan đến vụ việc tại công ty BBT của ông Duy Nguyễn đó mà. Thì thưa các bạn, thì cái vấn đề này hiện nay nói chung đó là Duy Nguyễn cũng đã là đăng đàn xin lỗi, đúng không? Làm video xin lỗi thế là trước toàn thể, là công khai trước toàn thể cộng đồng mạng như là nhiều người. Nhưng hiện nay lại có một số những cái thành phần, chắc có lẽ là thành phần trẻ trâu, hoặc là cũng có khi là mấy thằng phản động không chừng, là đã đến công ty đó là BBT là tiến hành là phá hoại, đúng không? Vậy thì tôi thiết nghĩ đã đến nước này rồi thì chắc có lẽ không cần phải nhân nhượng đối với những cái thành phần là phá hoại này. Nếu như vừa qua thì nhóm nghệ sĩ giang hồ đã đến đe dọa người ta, không thì hiện nay lại có một số những thành phần gọi là trẻ trâu và phản động là lại đến là tấn công là công ty BBT, không ném gạch đá gây hư hỏng là tài sản của công ty BBT. Thì tôi thấy đã đến nước này rồi thì chắc có lẽ là nhiều kẻ, không chưa bị xử lý về pháp luật, cho nên là bọn chúng xem thường luật pháp đấy. Thì qua cái vụ việc lụp xùm vừa qua, không thì Duy Nguyễn là người ta là dân là làm ăn kinh doanh, cho nên người ta đã gì là thể hiện rõ cái thiện chí, không muốn là dây dưa kéo dài. Cái thứ hai nữa là cũng không muốn để là pháp luật là vào cuộc để gì để là xử lý, nó sẽ gây là lùm xùm không hay. Nhưng mà một số kẻ lại vịn vào cái cớ đó để cho rằng là gì là mình làm đúng, cho nên đang có nhiều kẻ ảo tưởng và đang là gì đang có những cái hành vi là vi phạm pháp luật, xem thường là tính mạng như là tài sản là của công dân qua cái việc là tấn công là công ty BBT, ném gạch đá gây là hư hỏng tài sản là tại doanh nghiệp của người ta. Vậy thì đến nước này thì tôi thấy rằng riêng là bản thân công ty BBT đã đến lúc là cần phải gửi đơn lên đó là công an phường, và sau đó là đến là gì công an quận để vào cuộc và điều tra để xử lý những cái thành phần mà đến để phá hoại doanh nghiệp, đe dọa đến gì tài sản tính mạng của doanh nghiệp. Và bây giờ nó đã vượt qua cái gọi là gì là đòi là công bằng công lý. Một số kẻ đang gì hô hào gào rú mà đây là một cái hành vi là vi phạm pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến là tài sản cũng như là tính mạng của công dân. Thì tôi thiết nghĩ rằng đã đến lúc là cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và xử lý cho nó dứt điểm cái vấn đề này, không để một số kẻ nào đó tự nhân danh muốn gì là đứng trên là ngồi xổm lên trên pháp luật, xem thường là tính mạng cũng như là tài sản là của là nhân dân. Một nhóm thì lưu manh mang danh là nghệ sĩ đến gì đe dọa người ta, hành hung các kiểu, đây rõ ràng là cái hành vi đe dọa đó là xâm phạm là tính mạng như thân thể là của công dân. Rồi giờ lại thêm một số kẻ là gì lại tiếp tục là nhân danh cái gọi là đòi công lý và công bằng đến là gì phá hoại tài sản của doanh nghiệp, đe dọa đến gì là tài sản của doanh nghiệp và tính mạng sức khỏe của những người là đang làm việc ở trong là cái doanh nghiệp này. Vậy tôi thiết nghĩ rằng nó đến đây nó không còn là cái gọi là đòi công lý công bằng gì, mà đây rõ ràng là một cái hành vi là xem thường pháp luật, xem thường kỷ cương là phép nước. Ở bất kỳ một cái quốc gia nào cũng vậy, không riêng gì ở Việt Nam, phải thượng tôn pháp luật. Nhưng mà tôi thấy nhiều kẻ ra cái vụ việc lùm xùm vừa qua là chúng quá xem thường pháp luật, và dường như là chúng muốn ngồi lên là trên luôn cả pháp luật. Thì tôi thiết rằng là trước tiên tôi tha thiết yêu cầu là các cơ quan thực thi pháp luật cần phải vào cuộc xử lý những kẻ này. Thì trả lời trên đó là của báo tin.vn thì Duy Nguyễn cũng đã có nói vẫn là rất là thiện chí, là vẫn chưa muốn là phải nhờ đến pháp luật là can thiệp để xử lý những kẻ là gì quá khích là tấn công công ty doanh nghiệp của mình. Anh cho rằng mình bản thân mình là sai, đã thể hiện rõ thiện chí là xin lỗi sai, nhưng mà chỉ xin những thành phần quá khích đó đừng nói là gì tấn công đó là vào công ty của anh, đe dọa đến tính mạng tài sản cũng như là nhân viên của anh.
Nhưng mà dường như những kẻ này đang cố tình, và phải nói là chúng cố tình, và chúng xem thường pháp luật. Vì tôi thích nghĩ riêng về bản thân của ông Duy Nguyễn, thì tôi thấy ông không cần phải là quá là gì, quá là thiện chí nữa. Tại vì ông đã thể hiện rõ cái thiện chí rồi, là mặc dù là cái lỗi của ông nó cũng chưa phải là quá lắm, nhưng ông đã thể hiện rõ cái thiện chí là xin lỗi, và sau đó là không muốn là vụ diễn đi quá xa. Nhưng mà những kẻ mà quá thích thì chúng lại gì, chúng lại muốn thích đi quá xa. Vì như vậy thì chúng ta cũng cần phải gì, phải cho chúng nó vào tù để hưởng là cơm của nhà nước, để cho chúng nó biết pháp luật chưa xử lý chúng, chứ không phải là không xử lý, mà chúng được nước là làm càn, đến là gì, tấn công phá hoại là tài sản doanh nghiệp của người ta, đe dọa là tổn hại đến là nhân viên ở trong là doanh nghiệp. Như vậy tôi thiết nghĩ rằng đây là bây giờ nó đã không còn là cái vấn đề gọi là một cuộc là gặp mặt mà nó thân mật và nó theo cái gọi là thiện chí để xin lỗi giữa hai bên nữa, mà bây giờ nó trở thành là một cái vấn đề gọi là vi phạm pháp luật rõ ràng. Bây giờ đó là đến cái doanh nghiệp của người ta ném đá gây gì, gây là nguy hiểm là cho là gì, cho nhân viên đó rồi, gây là tổn hại đến là tài sản của doanh nghiệp của người ta nữa. Như vậy đâu còn là gọi là cái gì, theo như cái cách mà một số người gọi là bỉ miệu là gì, đòi công bằng công lý. Ủa, nếu mà đòi công bằng công lý cái đó là có nhà nước người ta làm không, chứ chưa đến lượt các người. Cái hành vi của các người gọi là cái hành vi là vi phạm pháp luật, nhưng mà nhiều kẻ vẫn cổ xí những cái hành vi đó, thì tôi yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý và đưa ra những kẻ này ra xét xử để trả lại là gì, để trả lại là cái luật pháp nó nghiêm minh, người nào sai không thì phải chịu nhận cái sai của mình trước pháp luật, chứ không phải là nhận sai trước một cái đám là lưu manh mang cái danh là gì, mang cái danh là nào đó không, và một số kẻ là tự mình gì, tự mình là muốn ngồi trên pháp luật không, để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, là xâm phạm đó là tài sản không của doanh nghiệp, đe dọa đến là tính mạng, sức khỏe, thân thể là của người khác. Đó không còn là cái vấn đề mà giữa là cá nhân với cá nhân nữa, mà đó là cái vấn đề về pháp luật. Qua đây tôi cũng yêu cầu, tha thiết yêu cầu các nhân viên ở trong công ty BBT có thể là gửi đơn, nộp đơn lên đó là công an phường, nơi địa phương, để là công an người ta là có là cái gì, có cái căn cứ để mà tiếp nhận cái đơn đó và bắt đầu là người ta mới điều tra và xử lý được. Còn nếu như mình chỉ nói thì nhiều kẻ nó lại cho rằng là mình sợ, đúng không? Là nó được nước nó làm tới, như vậy thì sẽ gây tổn hại ngoài cái chuyện mà bây giờ là nó tấn công, đúng không? Ném đá làm hư hỏng, rồi ném mắm tôm, nó khủng bố doanh nghiệp ra. Thì ai biết chắc được mai mốt nhân viên làm ở trong đó ra nó hành hung, thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải là nộp đơn gửi lên yêu cầu là chính quyền ta vào cuộc và xử lý những cái thành phần này thôi. Còn về riêng công ty BBT tiếp tục là lắp ráp những cái camera ở phía bên ngoài là mặt tiền của cái là công ty, để qua đó là có những cái hình ảnh giao cho cơ quan công an nơi gần nhất của địa phương để người ta có căn cứ và xử lý những cái thành phần này. Tôi cực lực lên án những cái hành vi của những kẻ xem thường là kỷ cương phép nước, đe dọa đến tài sản của doanh nghiệp, tính mạng, sức khỏe và thân thể của người khác. Và tôi hy vọng là sớm là các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và xử lý vấn đề này cho thật là gốt gáo, để là cho người dân của chúng tôi an tâm làm việc. Bởi vì chúng tôi đâu biết được, như chẳng hạn bây giờ tôi đang ngồi đấy đây, biết đâu là một hơi nữa nó lại kéo đến nhà của tôi, hoặc là nó có thể là nó kéo đến cái chỗ của tôi làm việc, nó đe dọa là cái gì, tính mạng, sức khỏe của tôi, và nó đe dọa đến là cái công việc của tôi, và nó có thể là ảnh hưởng đến là cái chỗ là gì, cái nơi tôi làm việc làm sao đây. Bây giờ chúng tôi hoang mang quá, khi một số kẻ là có thể tự nhờ mình là ngồi trên pháp luật, nó sẵn sàng là đe dọa đến cái gì, tài sản, sức khỏe của là gì, của nhân dân, và nó chẳng hề vì sao cả. Còn trong khi đó những người dân á, lương thiện như chúng tôi á, thì bị bọn chúng là đe dọa đến là gì, đến là thân thể và sức khỏe, và chúng tôi chỉ có thể cầu cứu là chính quyền thôi, và yêu cầu là chính quyền phải xử lý cho nó thật là gốt gáo vấn đề này, để không tạo cái tiện lệ xấu để nhiều kẻ là gì dâm vào cái đó, là mai mốt của chúng muốn ngồi lên pháp luật để gì? Thực thi cái gọi là chúng muốn đòi công lý, công bằng,
Thì đến đây tôi chỉ có thấy là bao nhiêu điều đó thôi. Và qua đây tôi cũng muốn là một lần nữa nhắc lại, cũng yêu cầu cộng đồng mạng chúng ta gì cực lực lên án những hành vi là vi phạm pháp luật đó, là xâm phạm đó là tài sản, sức khỏe, tính mạng và thân thể của gì của công ty là cũng như là nhân viên ở tại là của công ty BBT đó. Qua đây tôi không đồng ý với việc những cái thành phần mà quá khích đến đó là đập phá công ty, ném đá ném chất bẩn vào công ty của người ta. Riêng là nhân viên công ty BBT yêu cầu các bạn là nên làm đơn gửi lên công an phường để gì chính quyền địa phương người ta mới có cái căn cứ đó để mà người ta xử lý. Còn nếu như chúng ta không làm thì bọn chúng sẽ được nước làm tới, đúng không? Chúng nó xem thường, chúng ta không thể để cho một số kẻ nhân danh là pháp luật muốn ngồi trên pháp luật nhầm nó muốn ngồi trên pháp luật, nó muốn làm gì làm hay sao, muốn đe dọa ai đe dọa, muốn ném cái gì, muốn phá hoại tài sản của doanh nghiệp người ta. Đây là cái vấn đề liên quan đến pháp luật rồi, nó không còn là cái chuyện gì mà một số kẻ nhân dân là muốn nói chuyện đạo lý gì đó, muốn nói đạo lý về phường mà nói chuyện đạo lý. Còn những kẻ mà tấn công và phá hoại ấy, là doanh nghiệp người ta, những kẻ nó cần phải bị trừng trị qua đó để làm gương cho những kẻ khác, để cho bọn chúng cái gàn á, đất nước này có pháp luật chứ phải là chúng muốn là không muốn làm gì làm, mà chúng muốn ngồi trên pháp luật thì chúng nên cẩn thận. Thì đến đây tôi cũng kết thúc là livestream. Tôi cũng chỉ có đôi lời là chia sẻ vậy thôi. Tôi là tôi không là đồng ý với cái hành vi của những kẻ là đến tấn công là doanh nghiệp như vậy. Thì tôi xin hết.